Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad và cái map thì vẫn như vậy thôi. Solo squad thì mình sẽ chơi ở cái map Irango này. Thì hôm nay thì khác như mọi hôm rồi. Thì mình sẽ không nhảy vào trong cảng nữa mà thử vào Pochinki xem là trong này nó có khác những khu vực kia không. Thì lúc nãy thì nhảy xuống thì mình nhìn thấy đâu đó là một hai team gì đấy. Bây giờ thì vẫn chưa có súng anh em ơi. Từ sang bên này kiếm cây súng đã. Định cầm cây nục vỉa thằng kia nhưng mà nó hốt mất con hàng của mình rồi. Trên nhà này, à đây rồi, có súng đây rồi, ngon rồi. À đủ. Như vậy là hình như là có tiếng công sang. Đúng rồi. Mấy thanh niên này đang sang đây. À định chơi mình anh em ơi. Chơi mình á. Các bạn này lại chọc. Ui, anh thôi anh ơi. Ui, thôi xong rồi. Ui dồi ôi, bọn nó sang rồi. Ui chết rồi, quả này toang rồi. Gậy, bình tĩnh cho mấy anh trai ơi. Nào, lên đây. Toang á. Chết rồi, căng rồi. Hello anh trai. Anh gì ơi. Chết rồi, không được, nhìn mình phải nhảy xuống. Nó vào hết nhà rồi. Ui anh ơi, thôi bình tĩnh. Bơi ra đây này. Một thanh niên. Thêm một thanh niên này. Rồi, nóc 2 rồi. À, trên nóc thì nhảy xuống. Nhảy xuống này. Rồi, ba thanh niên. Rồi, còn một bên này nữa. Nào, ra đây. Bơi ra đây. Bơi ra đây này. Ui giời ơi. Các bạn lại chọn nhầm đối thủ rồi. Các bạn lại chơi game lại không xem bói rồi. Như vậy là mình vừa clear một team. Dễ dàng quá anh em ạ. Mấy thanh niên này tưởng bắn yếu được mình. Lao ra coi như thế là vồ lấy vồ để. Nhưng mà không. Bạn lại chọn nhầm phải gọi là... gọi là gì nhỉ? Con cọp rồi. Bạn đèn lắm. Như vậy là team bạn ra đi một cách chóng vánh anh em ơi. Quá là easy. Clear một team. Quả đấy run thực sự anh em ơi. Run đấy tại vì là bốn thằng nó lao ra mà. Tí nữa thì toàn thật. Như vậy là vẫn còn một vài tiếng súng bên này. Mình nghe thấy rồi. Bây giờ thì mình qua đấy mình tìm luôn. Hốt luôn cho nó chọn ổ. Đẩy sang luôn anh em ạ. Cũng thể để là cho các thanh niên này coi như thế là kịp trở tay thay quần áo được. Hoa thơm người ta đánh cả cụ. Đánh hết trong Bojinki này có bao nhiêu là quất hết. Vũ ba này được thực sự. À tiếng chân đây rồi. À trên cửa sổ kìa. Nào. Hello bạn. Bạn gì ơi. À ngó à. Nào ngó ra. Nào để xem là đạn mình nhanh hay là bạn. Nhanh. Barrel chicken đấy. Bạn có muốn ăn gà không? À lộc cọc à. Rồi. Bạn cứ ở đấy đi. Từ thì mình qua. Từ thì khoảng như. À đù. Nhảy xuống rồi anh em ơi. À chạy ra sau nhà. À đứng đây. Thanh niên đứng đối diện với mình này. Thanh niên thích lại chơi mèo vờn chuột à. Tôm và Jerry à. Không được bạn ơi. Chúng ta bây giờ ấy chỉ có một là bạn chết, hai là mình chết thế thôi. Nhanh gọn lẹ, chúng ta gọi là trao nhau yêu thương rồi là ra chơi game mới. Chúng ta coi như thế là hòa hợp như vậy là hợp lý rồi bạn ơi. Nhanh chóng nào. Ông này không ra anh em ạ. Mình á chạy vào trong nhà rồi kìa, mình phải công lên thôi. Được rồi. Mình phải coi như thế là vào thế chủ động vậy. Công lên thôi. Không được cho thanh niên này. Để cho thanh niên này coi như thế là tự giác. Nhưng mà không được anh em ạ. Thanh niên này quyết định là phải mình phải ra tay. À đây rồi. Nào. Tho ra. Bạn ơi. Bạn gì ơi. Thích chứ. Thanh niên này chơi mèo vườn chuột anh em ạ. Buồn nhở. Lại kìa. Nó lại ra đầu bên kia. Được rồi. Đây. Mình vào luôn cho bạn được việc này. Nhanh nào. Bạn đứng ở đầu bên kia đúng không? Nào, chơi luôn này. Chơi luôn này. Đâu rồi? Chơi luôn này. Bạn ơi, mình biết bạn ở đấy mình sấy trước cơ. Cứ phải để cho mình nóng lên anh em ạ. Cái ông thần này. Ông ấy chạy một vòng tròn. Mình chạy đâu nào? Ông ấy chạy ra đối diện mình ở đấy. Buồn thực sự. Vẫn còn anh em ạ. Chưa thể hết được ở trong cái khu vực này. Tính kìa.
từ từ mình dọn nốt rồi mình đi cướp thính, gọi là trước mặt kia rồi, đây rồi, trong nhà xanh đấy rồi. Có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, quyến du ngây ngất loạn nhịp tim mê say. Đây rồi, sau nhà cuốn đây áng mây rồi. Làm gì vậy anh trai, làm gì vậy anh trai? Thế là xong rồi đấy. Ồ, trong cái tầm này nguy hiểm lắm anh em ạ. Như vậy là tạm rồi, mình đi cướp thính đã, không chơi nhây ở trong đây nữa. Chạy sấp mặt loèn, cuối cùng là vòng ra cái thính ở đây, bên này. Bên này nó bắn tận hai cái anh em ạ. Kìa kìa, bắn gọi là dân chơi, bắn giữa đồng luôn. Được rồi, mình dừng ở đây, nào, bắn đi. Để xem nào bạn bắn kiểu gì. Anh em nhìn kìa, ui giời ơi, hai cái cột thính nó như kiểu là hai cái bát hương vậy. Ngồi này. Rồi lốc một tên. Lốc. Đệm cho bạn này mấy viên, cho bạn này đỡ phải gọi cứu luôn. Đâu rồi? Đủ. Như vậy là cũng có một team đến cướp. Từ từ đã, mình ra mình xử lý cái team này đã. Mình công lên luôn anh em ơi. Đây rồi, mình nhìn rồi. Chạy cả. Nào. Chạy đi đâu bạn? Hello bác Tài. Nào. Bác Tài chạy đi đâu này? Rồi gạt một bé rồi. Sờ mốc à, đứng ở sau thính à, lùi nhây sau cái thính à. Ui, được cái giáp ba này, được này, gạt luôn cho được việc này. Đầu bên kia anh em ơi. Nào, đây này, mình hú hòa bạn này. Hello bạn, bạn có khỏe không, này. Rồi cờ liêm một team này, rồi cờ liêm team này rồi. Kìa kìa, ui ôi, nhấp nhô kìa. Bình tĩnh bạn ơi, cho mình nhận ít đồ bạn ơi, bình tĩnh. Ui dồi ôi, bạn ơi, bắn trúng cho 10 tỷ, bắn ta làm chó. Ui dồi ôi, câu thần chú nó cứ bị gọi là hợp lý. Đây, từ từ mình vứt cây Ska đi, mình nhặt cây ốp cho mấy thanh niên này biết tay. Nào, bắn trúng cho 10 tỷ, bắn cho 10 tỷ. Bắn ta làm chó. Ui giời ơi, bắn thế mà không trúng à. Rồi bây giờ thì bạn ngó vào đây. Nào, sấy tiếp đi. Nào, sấy tiếp à. Nào, sấy tiếp này. Một tên. Tiếp không? Nào. Ui sợ chưa? Làm gì có chuyện không sợ. Vậy quá đấy có mà toác đầu luôn. Ngon. Như vậy là từ từ đã. Tên bên trên này ít nhất là có hai thằng. Ui xung quanh toàn tiếng súng luôn này. Ui lại. Ui có thằng ở gần. Ui quăng bom ở đâu vậy? Hơi Kamezun nha, bình tĩnh thôi. Ui lại có xe đến kìa. Thôi xong rồi. Trời ơi chỗ mình trống quá, từ từ mình phải đổi góc. Đầu này lại có tiếng bắn này. Ui bọn mới đến chắc là bắn bọn trên đồi. Đây mình ra mình phơ cái bọn này trước. Đâu rồi? Đây rồi. Ui một lũ này. Ngon. Cơm không ăn thì gạo còn đấy. Gạo này. Rồi một tên. Ngon. Nào. Bò này. Ui quả đấy mà không trúng đầu này. Vô lý. Đứng sau xe. Sau xe này. Từ từ. Rồi. Tên này nốc. Tên này chết luôn rồi. Từ từ mình uống bình nước đã. Định đến cướp thính á. Mình mới gọi là chủ nhân của hai cái thính. Các bạn nghỉ đi. Mình xạo vậy thôi. Chứ đang... smoke này. Nào. Ngồi nút đồ này. Một viên. Nào. Thêm viên nữa nào. Thêm viên nữa này. Ủa ôi. Xịt. Nào. Ngồi sau xe phải không? Không phải rồi anh em ơi. Team trên đồi chắc bỏ đi rồi. Chỉ còn team này thôi. Mình sẽ phải phơ nguyên cái team này. Quần ít rẻ lau lên. Nào. Hello bác Tài. Bác Tài này. Ui xịt này. Vãi. Anh ơi. Ui dồi ôi ngon. Tập 3 ngón này. Tập bắn 3 này. Đây đâu. Nào. Ngồi lên này. Ui dồi ôi. Ui pha đấy. Phí quá anh em ơi. Rồi. Một tên nữa. Ui. Nào. Bình tĩnh. Ui xịt rồi. Bạn ơi. Một viên nữa thôi. Thôi. Thế là mất con mồi rồi. Và đấy mà nó không nằm xuống là nó ăn một viên vào đầu rồi đấy. Ok thôi mình cũng ra kia mình nhặt cây M249 rồi mình đi. Đây. Lúc nãy mình nhặt từ M249, sau đó là mình chạy từ cái ngoài đầu chỗ cái thính đấy. Mình chạy vào đây là và mình ngồi khoảng đâu đó là một vòng bo rồi. Mà ở đây nó không có một cái tiếng... đây rồi. Vừa nói xong thì có một thanh niên này. Lượn nở trên coi như thế là cái nóc à. Nào, bạn vào đây.
bạn vào đây. Ui vẩy quả đấy đúng là đẹp nhưng mà không trúng đầu anh em ạ. À vẫn còn lây ngây à. Nào mình xin cái chóp, mình xin cái chóp rồi. Nốc một tên đây rồi, có một tên công sang. À ủa ơi lại đồ khỉ kìa. Ui phải, bọn này giàu đấy, giàu đấy. Một thằng, hai thằng xanh lá rồi, hai gọi là hai anh em siêu nhân à. Nào à quăng bom à. Ui trời ơi căn xịt rồi bạn ơi. Nào lên đây, từ từ đã, mình phải tránh lấy quả bom của bọn này. Mình xuống dưới anh em ơi, để mình có, nếu mà mình có góc thì mình sẽ công sang luôn, không thể để cho các thanh niên này gọi là hổ báo được. Hổ báo chỉ để lột da mà thôi. Thế là hai con khỉ. À không, ui tính ra là pha đấy là ba con khỉ à, ba thằng mặc đồ cỏ luôn. Tại vì nhá, mình nốc một thằng ở bên trên này, sau một thằng nhảy xuống là có một thằng ném bom mình luôn. Ui thế là bọn này ba thằng. Ui kìa anh em nhìn kìa bọn, ui trận này bọn nó giàu dã man luôn. Thằng nào ông ốp, thằng nào ông đồ cỏ, kinh đấy, được thực sự nha anh em. Nào rồi sang một thằng, một thằng nữa sang rồi. À quăng bom à. Ui mình nhìn thấy quả sấm ốc rồi, thoải mái đi bạn ơi. Nào bạn ngó ra. À quăng sấm ốc để công. Ôi giời. Quăng sấm ốc để công mình đây. À bọn nó công sang rồi. Thôi rồi, thôi rồi, được rồi, được rồi. Nào các bạn vào đây, 100 viên đạn đủ cho ba, chia cho bạn đây. Chia cho ba bạn đây. Trời ơi xịt rồi. Toang toang toang. Nào nào bước ra vào đây. À ui toàn đồ cỏ. À ba anh em siêu nhân à. Bơi vào đây, bơi vào đây này. Lên. Nào bơi ra, bơi ra đây, bơi ra đây. À đủ. Bơi ra đây nào, bơi ra đây nào. Một tên nữa, còn một con khỉ nữa. À nhảy ra. Ui chết rồi, mình bị đây lây tiếng. Xe lây tiếng này. Ui bạn ơi. Ui. Ui vãi. Ui trên kiếng hai thằng mặc đồ cỏ luôn. Ui giời ơi. Mình vừa clear được bọn này thì bọn kia nó khèo mình phát cay thế. Ui nhưng mà trận này bọn nó giàu thực sự. Nói chung là trận này thì gãy sớm nhưng mà khá nhiều pha hay, nên là mình sẽ đăng clip này. Anh em thấy hay thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại ở clip tiếp theo. Bye bye.